Đi bộ buổi sáng, thanh niên phát hiện đệ tử của Tôn Ngộ Không đang đi tập thể dục ở công viên. Mới đây, một đoạn video đã ghi lại hình ảnh của một buổi sáng đi tập thể dục bất ổn đã được Giang Cư Mận tích cực chia sẻ. Có thể thấy trong lúc đang đi bộ chiller chill trong công viên, một anh thanh niên đã bắt gặp bà cô nào đó đang tập thể dục trên chiếc máy chạy bộ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu thần thái cũng như dáng chạy của chị được nhiều người cho rằng rất là ảo ma Canada. Đi kèm với chiếc tai nghe bật tiếng to hết nấc, chị đã thể hiện những động tác cứ như mình đang bay giữa ngân hà. Sau khi chứng kiến màn tập thể dục theo kiểu bình dương này, nhiều người đã phải quỳ gối bái sư bởi lẽ họ chưa từng thấy kiểu tập này bao giờ. Số khác thì cho rằng khả năng cao đây là đệ tử của Tôn Ngộ Không đang đi tập thể dục thì bị người giới hạ giới quay lại. Tính tới thời điểm hiện tại, nhiều đài truyền mồm cho rằng chị vẫn đang bay trên 9 tầng mây và chưa có dấu hiệu hạ cánh, thế nên việc tìm thông tin liên lạc là hơi khó khăn một tí. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.